Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 12 game. Các bạn cùng mình khám phá game đầu tiên nha. Postmaster. Let's go. Player 1, choose. Wow, vẫn trúng. Lại tầm khoảng 11 hay 12. Anh sang người ngoài hành tinh. Bullseye. Wow, xảy rồi. Cái này khoảng 16 và 15. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ hai. Hello Slavo. Let's go. Chìa khóa màu đỏ. Sau đó ông ta đặt chiếc chìa khóa màu đỏ này lên bàn. Ok. Ở đây có một cái lỗ này. Rồi, let's go. Phải nhanh chóng lấy cái này thôi. Ok, let's go. Rồi, ông ta đang ngó nghiêng ở xung quanh đây. Mình sẽ đợi ông ta đi ra ngoài, sau đó thì mình sẽ đột nhập trong nhà ông ta. Đó, ok.
Let's go. Rồi, và mình đã đột nhập vào trong căn phòng, căn hầm bí mật của chúng ta. Đột nhập trước nào. Một chiếc máy giặt. Rồi, let's go. Tiếp tục tiến sâu vào trong. Cho cầu dao lên nào. Cho xuống chứ. Rồi. Cánh cửa này tiếp tục mở. Let's go. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Chọn xuyên đơn này đi. Wow, mình đang trộm một nó món đồ. Rồi mình sẽ truy bắt anh ta. Cho anh ta chạy đi. Let's go. Và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Scary Teacher vào đây. Chapter 5. Ok, let's go. Đây như là một chai dầu. Và ta đang xem người mẫu. Right. Maybe I should call Francis over and show him my walk on the staircase.
Ok, let's go. Competition. No one can sing better than I do. Hello, hello, hello. Somebody there. Chắc chắn là bà ta sẽ vào một căn phòng nào đó. Chờ đây, giờ mình sẽ học đây. Rồi, let's go. So ok, và mình sẽ sang game tiếp theo, Escape Master. So let's go. Sao mình lại không hạ được cái này xuống à? Xem còn quả bóng nữa không? Lại không? Đó, nó bị vướng cái này. Chắc là bị lỗi luôn. Oh man. Khi nó vướng cái đó thì các bạn sẽ không thể làm gì được.
theo mình nghĩ là nó bị lỗi rồi, mình sẽ lại cái này nữa, đỡ xem thế nào. Bởi vì cái này nó đẩy, nó sẽ là không làm cho cái này xuống chạy xuống được. Mình có thể làm tắt ở chỗ nào đó, không xuống được luôn. Anh là phải xuống bằng đường này, bắp bô phải đi bằng đường này cơ. Bắt buộc phải đi đường này rồi, đường này rồi. Ok, rồi và mình sẽ chuyển tiếp sang cái game tiếp theo. Taxi Sim 2020. Quả đó là quả bị lỗi game, cho nên không thể nào bạn vượt qua được. Vì cái lực đẩy của cái cống đó nó đẩy cho thẳng và nó không cho các bạn hạ cái cống nó xuống được. Và khi không hạ được thì các bạn không thể nào mà các bạn vượt được cái map đó. Cái đó theo mình nghĩ là phải hack để qua map đó, hoặc là các bạn có thể download lại, chơi lại. Rồi, let's go. Rồi, và tận đường này thì các bạn sẽ là hóa thân vào một anh chàng taxi. Sau đó thì sẽ đi chở khách. Các bạn cũng có thể nâng cấp xe taxi của mình lên và lấy cao tiền lên. Fastest route. Welcome to Rock Radio 89.2, the best selection of rock tunes. If it ain't heavy, we ain't playing it. Rồi, mình sẽ lùi lại một lần. Ok. Chào khách rồi. Rất là nhiều tiền luôn. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Lonely Stone. Let's go. Thank you.
và mình sẽ tăng sức mạnh lên. Chiến thôi. Anh chàng này có biết khỏe không? Sẽ thử sức người ta xem. Ồ, cảm giác này yếu. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Let's go. Mình sẽ cho cao lên một chút cho bạn dễ nhìn. Ủa, anh chàng này bắn đạn rất là nhanh. Let's go. Wow, level này rất là dài và đông. Đây là một ngày lễ hội luôn. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tiếp theo. Let's go. Steve Mother. Đây là một tựa game nói về một bà mẹ kế. Bà ta rất là độc ác. Khi ông chồng mất thì bà ta cướp hết tài sản. Sau đó thì sẽ đuổi mình ra khỏi nhà. Và bây giờ thì mình sẽ đột nhập vào trong căn nhà của bà này. Sau đó thì mình sẽ đi ăn trộm, đi lấy lại tiền mà bố mình để lại cho mình. So okay, let's go. Hey, come here. Hey, come hey. Here. Hey. Hey, you. Rồi, mở cái này ra. Đây có một chiếc búa.
Let's go. Oh my gosh, wow, oh my gosh. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang đến cái nơi theo. Team Run. Đây là một tựa game khá là lâu đời rồi, nhưng mà rất là hay. Và hiện giờ cũng rất nhiều bạn trẻ vẫn còn đang chơi. Tựa game này thì các bạn chơi trên điện thoại nó sẽ dễ hơn là khi các bạn chơi trên iPad hay là chơi trên một máy nào to. Tại vì cái này nó chỉ cần loại nhỏ thôi thì các bạn chơi nó sẽ dễ hơn rất nhiều. Let's go. Wow, mình gạt sang đây mà chưa được này. Rồi, lại thôi. Vậy nếu bên tay phải này nhạy hơn. Wow. Rồi ok, và mình sẽ sang được cái tiếp theo. Hello Slayball. He and Six. Ok, và tại bên này các bạn phải đi tìm 16 thú bông tất cả. Sau đó thì các bạn sẽ phải vứt vào trong chiếc giỏ kia. Khi đủ 16 con các bạn đã sẽ hoàn thành được chapter 1. Và lúc đó các bạn sẽ chuyển sang chapter 2. Ok, let's go. Để xem mình nên mở cống ở đâu. Mở đây đi. Sau đó thì mình sẽ lắp xong đi kia.
không biết trong này có gì không. Wow. Ở đây có cái gì này. Thì mình sẽ đi luôn luôn đường này trước. Hai con. Ba con luôn. Wow. So let's go. Wow, của bạn này đang đi từ dưới nước lên. Đây, chỗ này có một con. Yeah. Không biết mình có nhảy ra ngoài được không. Ok. Đó, các bạn cứ đi tìm tất cả xung quanh, tất cả 16 con. Khi đủ là các bạn sẽ được chuyển sang chat cho chú. Mình sẽ để xem cái này xem thế nào. Ồ, oh, đây có một con nữa. Wow, cái này quá rồi. Đó, ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game tiếp theo. Lego Spider-Man. Wow, what's up with you guys? How you guys feel? Really comfortable and impressed. Okay, let's go. Wow. Bóc cái này hơi tối một chút nên các bạn phải cố gắng nhìn thật kỹ và mình sẽ xếp ra. Tướng rồi. Thank you.
Rồi, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.